Đậu. Xin chào Sài Gòn, xin chào Việt Nam. Trong lòng rất là lưu luyến. Sài Gòn ơi, cố lên nhé. Em dở lên nha, đây. Đây là hình ảnh của Nhật Bản nha. Mỗi ngày rất là ít chuyến bay sang đây. Quang Lê đã đáp ở LAX Los Angeles về chuyến bay 10 tiếng đồng hồ. Đói bụng quá. Đây là bánh của mẹ nha, một nhà hàng mẹ rất là ngon. Wow. Quang Lê đang đứng ở siêu thị Rite Aid. Và Quang Lê sẽ vào tiêm ngừa mọi người nhé. Nghe nói chích xong nó sẽ được quay số lô tô nữa. Trúng lên 1 triệu đô la. You can hurt pain. Oh my god, first time. Oh, I'm scared. Chào mừng quý vị đến với kênh Quang Lê Lifestyle. Và ngày hôm nay Quang Lê chia sẻ về chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ trong thời gian dịch bệnh Covid ở khắp nơi. Bây giờ khi mà di chuyển hàng không thì mọi điều lại khó khăn hơn. Trước khi mà Quang Lê được lên máy bay thì Quang Lê phải đến bệnh viện Việt Pháp để mà thử Covid. Quang Lê vừa thử xong Covid-19. Nói chung là 3 triệu 3 nha. Tại bệnh viện Pháp Việt. Nếu mà muốn cho an toàn thì mình nên thử. Khi mà mình có giao tiếp với nhiều người thì Quang Lê cũng không có triệu chứng gì hết, nhưng mà cứ thử đi cho mình yên tâm, để mình biết là trong thời gian qua mình chống dịch coi như đúng tiêu chuẩn. Khi mà đâm vào thì cũng không có đau, không có gì hết á, cũng thấy bình thường. Nếu mà mình thử mà quá 3 ngày mình mới đi thì họ sẽ không chấp nhận. Đây, Quang Lê đang trên đường đến sân bay nhé. Thường thường là ngay cái cổng D1 là rất là đông, nhưng mà hôm nay rất là vắng. Ngày 22 tháng 7, sân bay Tân Sơn Nhất bây giờ thì rất là vắng. Đấy, quý vị thấy chưa? Vắng hơn mọi khi rất là nhiều lần. Chuyến bay JL70 bị hủy nè, Togo, Canada cũng hủy nè. Ít nhất là 3-4 chuyến bay đã hủy rồi. Bye bye mọi người nha, bây giờ thì vào làm thủ tục. Đây, bây giờ Quang Lê sẽ đẩy xe vào nè. Check in hành lý nha quý vị. Các cô mặt đất ở hàng không rất là dễ thương. Bây giờ là ai cũng mang bộ đồ bảo hộ, ai cũng đeo khẩu trang, cho nên mình sẽ không nhớ ai là ai luôn. Em xác nhận giùm em cho hành lý dễ vỡ nha. Mấy cô hỏi là có đưa lên YouTube không để mấy cô chào. Đây, các cô mặt đất rất là dễ thương quý vị à. Bây giờ quý vị thấy Quang Lê đi ra sân bay là phải đeo khẩu trang nè. Rồi đeo cái kính bảo hộ nữa. Tại vì nó cũng cần thiết như thế. Đi thôi nào. Có những hãng máy bay là một ngày, một tuần chỉ có 3 chuyến mà thôi. Nhưng mà có còn hơn không, Quang Lê rất là may mắn. Bây giờ đang khát nước quá nè, làm sao mọi người ơi. Có một chai nước suối nha mọi người. Làm sao mà uống nước đây trời. Thiệt là khát nước đúng á. Uống thôi nào, khát nước quá. Máy bay cất cánh nhưng mà trời mưa. Sài Gòn cũng hơi buồn buồn chút xíu. Đấy. Đây là chuyến bay Quang Lê bay, nhưng mà Quang Lê cảm thấy là trong lòng rất là lưu luyến. Tại vì có một mình ơn mình bay à. Đây, chuyến bay ngày hôm nay cũng không có đông lắm nha quý vị. Quang Lê đang trên ghế của hãng Japan Airlines nhé. Đang trên chiếc máy bay 787 là Dreamliner nhé. Đây là dòng máy bay rất là mới nhất luôn. Cho nên bay đường dài thì sẽ rất là êm nha mọi người. Bây giờ sẽ đáp xuống Narita, sau đó từ Narita sẽ về Los Angeles. Xin chào Sài Gòn, xin chào Việt Nam. Quang Lê bay đây. Hẹn ngày gặp lại Sài Gòn nhé. Tôi yêu Sài Gòn. Sài Gòn ơi, cố lên nhé.
phố hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Ôi ta một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mát trong luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Đã lên mấy tầng mây rồi mọi người ơi. Và bây giờ đang rất là nắng gắt nha. Dreamliner 787, người ta có một cái kính mà kính chuyển màu rất là hay luôn. Thì họ sẽ cho mình cái nút mình nhấn thì từ cái màu sáng nó chuyển dần thành màu tối luôn, mà không cần phải là kéo cái kính xuống nữa. Đó là rất là văn minh, chuyến máy bay này là như thế. Màn hình tối giống như là cái kính đổi màu vậy đó. Rất là đặc biệt. Thank you. Họ cho mình một mớ đồ tư trang đây nè. Có cái lỗ tai nghe nè, cái đôi dép nè. Họ cho mình đôi dép nha mọi người. Cho một cái mang giày nữa. Nhưng mà không có nhu cầu thì đem về nhà xài cũng được. Cho mình một cái mền nha mọi người. Hay là mình có thể quấn, mình làm cái gối cũng được. Quấn lại nhé. Cái bóp này rất là đẹp nha. Đấy. Một cái bóp răng nhé. Một cái khẩu trang nha mọi người. Cái này để đeo vào lỗ tai nhé. Mình nhét xong rồi mình bỏ vô lỗ tai để tự nó bung lên. Người ta cho mình cái menu bữa nay xem coi có món gì nè. À, có món Japanese nè, hay là món Tây nè, Western menu nè. Xoa xoa xoa, xoa xoa xoa. Em dở lên nha, đấy. Đây là món lạnh quý vị nha. Vân Nhật Bản họ rất là dễ thương. Khi họ phục vụ đó, họ không có một cái thái độ mà phân biệt là mình ngồi thương gia hay là khoan ở dưới. Lần đầu á, ngày xưa mà Lê đi về Việt Nam chơi với mẹ đó, hồi đó Lê chưa đi hát, lúc đó mình có tiền đâu mà ngồi hàng thương gia. Mà mình có một cái ấn tượng rất đẹp từ những người Nhật. Phục vụ là tuyệt vời. Lúc đó Lê đói bụng nè, Lê xin mì gói cũng cho nữa, khát nước cũng cho. Thái độ rất là tử tế, cho nên là Lê rất là yêu Japan Airlines, đến bây giờ vẫn thế. Hello. Oh, delicious. Ok. Thank you. Bây giờ họ cho mình là món gì đây? Miso soup mọi người ơi. Cần chua nhé. Cá hồi, thịt bò hầm nhé. Cái niềm nóng nóng mà nhìn cái hộp nó rất đẹp. Oh, ngon quá mọi người ơi, cơm trắng. Thật ra mình á, ăn súp á, mình có thể ăn chung với cơm cũng được, giống như phong cách của Việt Nam nha. Đây. Kiểu như là ăn cơm với canh. Ăn đồ Nhật á, là phải có tiếng nha. Nếu mình ăn đồ Nhật mà mình không có tiếng á, mình vô nhà hàng mà mình ăn nhẹ nhàng như phong cách của Mỹ á, là chủ nhà hàng họ buồn lắm. Giống kiểu là ăn là phải ngon, phải ít hà. Thịt bò hầm rất là mềm, cũng đầy đủ ngũ vị nhưng mà không có mặn mà như cái món Việt Nam của mình. Cái này nó làm mình đỡ ngán. Đây là miếng cá nha mọi người. Cá
cá thì cũng ngon mà nó không có mùi vị như Việt Nam mình. Cái nguyên liệu thì nó rất là ngon, thịt cá dai như cua luôn á. Các bạn thấy cái sớ thịt cá này giống y hệt thịt cua luôn á. Finish, thank you. Yes, have you mango pudding? Okay, mango pudding. And coffee tea or Japanese tea? One Japanese tea. Thank you. Và bây giờ là họ sẽ cho mình món tráng miệng. Sài Gòn mà đến Narita thì sẽ mất khoảng 5 tiếng hơn một chút. Rồi từ Nhật sang Mỹ thì khoảng 8 tiếng. Thank you. Thank you. A few moments later. Rồi có cái món gì ăn hết luôn á. Mắc cỡ quá là mắc cỡ. Cho mình bắt chè xanh nhé. Okay. Đây là hình ảnh của Nhật Bản nha. Chúng ta chuẩn bị hạ cánh nha. Mặt trời đang nắng gắt luôn. Mặt trời chiếu thẳng vô mặt luôn quý vị. Đây, kế sân bay là những cái ruộng. Chắc là lúa nè. Họ cũng trồng rất là ngay ngắn như Việt Nam mình. Nè, rồi có mấy cái sông này, chắc là nuôi cá, nuôi tôm gì đó. Cái những cái nhà mà ở đây là gọi là ngoại ô của nước Nhật nha. Ở Nhật Bản người ta farm cũng rất là nhiều. Có cả sân golf luôn. Chúng ta đã đáp xuống Narita. Bên Nhật Bản cũng có hãng Jetstar nha mọi người. Jetstar cũng đang có mặt ở Việt Nam. Có là Spring Airlines của Japan. Con Lê đã đáp đến sân bay Narita rồi mọi người nhé. Bây giờ sẽ vào phòng chờ. Máy bay hôm nay cũng không có đông lắm nha. Chỉ có khoang thương gia thì được mười mấy người. Còn ở sau thì rất là vắng. Và bây giờ con Lê bước ra sân bay Narita nha mọi người. Và sẽ nối chuyến bay nè. Đây là thang máy dành cho những người lười biếng đi bộ nha. Hôm nay Quang Lê trở thành người lười biếng. Đây là sân bay Narita. Nếu mà nội địa thì vô đây. Còn transfer qua chỗ này. Sân bay vắng có mọi người thấy không? Các quầy đóng hết mọi người nha. Mỗi ngày rất là ít chuyến bay sang cho nên là sân bay cũng vắng hoạt động. Thường mà qua đây Quang Lê nghĩ là mình có thể là đi mua sắm này kia gì đó. Mà giờ mấy cái cửa hiệu người ta đóng hết luôn. Muốn mua đồ mà cũng không mua được nữa. Dịch và bệnh chán nhỉ. Cố gắng nào. Cố gắng ha. Bây giờ là Quang Lê đang ở cổng 62 của sân bay Narita. Và nhân viên họ đang kiểm tra hộ chiếu cũng như họ hỏi những cái câu hỏi
an ninh quốc gia trước khi họ cho mình bay qua Mỹ. Hello. Đây, con lên ngồi ghế số 8 nha quý vị. Số 8D nè. Ồ, chuyến bay này lớn quá, đẹp quá luôn. Đây là cái ghế của Lê nha. Mình sẽ không thích ngồi gần ai hết. Thì mình sẽ, đó, mình sẽ đẩy nó lên quý vị. Có cái nút đây nè. Đó. Khỏi ai làm việc. Quang Lê đang trên chuyến bay Japan Airlines 777. Thì máy bay này cũng lớn, tương đương với chiếc 787. Nhưng mà cái chiếc này thì nó là đời cũ hơn, mà Dreamliner thì nó mới hơn. Cho nên là mình đi cái chiếc Dreamliner thì có nhiều chức năng rất là hay. Và đó là một chiếc máy bay mắc nhất trên thế giới luôn, chỉ sau chiếc 747 mà thôi. 747 là 2 tầng quý vị nha. Bây giờ Quang Lê từ Nhật bay về Los Angeles là đi mất khoảng 8 tiếng hơn. Chúng ta có dưỡng môi nè. Dưỡng môi là bởi vì mình ở trên máy bay, mình có khi là sẽ uống nước rất là ít, cho nên dưỡng môi sẽ bớt khô môi. Có chống ồn lỗ tai nè, có che nắng nè, có khẩu trang luôn, cho thêm đôi dép nữa. Ồ, một cái áo khoác nè. Cái áo này để cho trường hợp mà mình lạnh á, mình khoác lên. Có một cái logo của Japan Airlines rất là đẹp nha. Mình không mặc nhưng mà thôi đem về làm kỷ niệm. Món Uchimizu là món khai vị của người Nhật nhé. Có mực nè, đồ bắp, bí đỏ luôn. Có cà rốt, tôm. Khi mà mình gọi tiếp viên đó thì mình hỏi là tôi muốn uống cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn ăn cái này, thì họ sẽ dùng từ là certainly, là giống như là ngay bây giờ, hay là right away, yes, thể hiện cái sự danh giá, cái sự mà high class của thương gia. Còn nếu như mà mình ở cái khoang economy đó, nếu mà quý vị muốn ăn uống hay thì họ sẽ không phục vụ liền, mà họ sẽ không từ chối chút nào cả. Họ sẽ nói là we'll serve in 2 hours, có nghĩa là họ nói là chúng tôi sẽ phục vụ trong 2 tiếng nữa. Hoặc là nếu mà sớm hơn thì họ sẽ nói là we'll serve in 1 hour. Chứ họ không có từ chối, bởi vì đó là chiến lược của hàng không, sẽ không bao giờ say no với khách hàng. Máy bay đang rung rất là mạnh nha quý vị. Có lẽ là máy bay đang bay qua biển thì phải. Quang Lê vừa đáp xuống sân bay Los Angeles. Khi mà đến Mỹ thì luôn đi qua cái cổng này, và mình sẽ đi qua custom hải quan nha. Hồi xưa thì ở đây có cái hình ông tổng thống, nhưng mà nay không có nha. Ngày xưa là rất là đông. Bây giờ ngạc nhiên quá, không có ai hết. Đây là sân bay quốc tế của Los Angeles. Các bạn thấy bây giờ sân bay vắng lắm, vắng hơn ngày xưa nhiều lắm luôn. Hello mọi người, Quang Lê đã đáp ở LAX. Chuyến bay 10 tiếng đồng hồ. Và bây giờ Quang Lê chờ cho cái hành lý của mình đứng ngoài này, rồi chờ người gia đình tới đón. Quang Lê đọc tin tức biết là ở Cali cũng như là Los Angeles có rất là nhiều ca nhiễm Covid, nhưng mà chủng mới đó là chủng Delta, cho nên là bây giờ là mọi người cũng bắt đầu đeo khẩu trang lại này nha mọi người. Covid ơi, sao mà làm khổ cả thế giới thế này nhỉ.
Hello mọi người. Quang Lê mới đáp từ sân bay LAX Los Angeles về, đói bụng quá. Các bạn thấy cái ly nước ở Mỹ nó bự không? Nó phải nói rất là bự luôn á. Đây là cái bánh carne asada. Nói chung lại là đây là carne asada là cái gì không biết, nhưng mà chỉ biết cái tên nó là vậy thôi. Đây là bánh của mẹ nha, một nhà hàng mẹ rất là ngon. Wow. Quang Lê đang ngồi ở dưới cây sứ. Cây sứ ở đây là con lê trồng mà gần 20 năm rồi. Wow. Mình sẽ ăn kèm với thương ớt cũng ngon. Hello mọi người. Bây giờ là Quang Lê đã về đến Mỹ rồi. My brothers, ông anh của Lê chở Lê đi chích ngừa nhá. Tại vì Mỹ cũng khuyến khích là mọi người nên chích ngừa. Mà hình như bây giờ chích ngừa là được tặng tiền không? Nó nhiều chương trình lắm, mỗi thành phố, mỗi tiểu bang có chương trình khác nhau. Tiêm ngừa thì trong mấy cái siêu thị lớn của bên Mỹ như là chợ Walgreens hoặc là CVS, và dĩ nhiên là người chích ngừa là y tá hoặc là dược sĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào siêu thị Rite Aid. Đây là một cái chợ bán đồ ăn và nó có một cái quầy dược sĩ ở dưới, pharmacy. Trong các siêu thị lớn của Mỹ, ở cuối quầy là đều là quầy dược sĩ, cho nên là họ cho người dân chích ở đó. Đây là những cái siêu thị, cái khu plaza bán đồ ăn, rồi nhà hàng, ngân hàng, mua sắm. Hello, welcome back. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Quang Lê Lifestyle. Quang Lê đang đứng ở siêu thị Rite Aid. Và Quang Lê sẽ vào tiêm ngừa mọi người nhé. Quang Lê đang ở trong một cái siêu thị rất là lớn, mà ở trong đây là cái phòng để tiêm ngừa. Khi mà Quang Lê đang ở Việt Nam thì nghe mấy người bạn nói là tiêm ngừa đó là sẽ được tặng 200 đô để ở nhà nghỉ dưỡng 2 ngày. Tại vì khi mà tiêm ngừa đó thì có thể là hơi mệt, sẽ không đi làm và sẽ nghỉ. Rồi nghe nói chích xong nó sẽ được quay số lô tô nữa, trúng đến 1 triệu đô la. Nghe thôi, hôm nay sẽ vô hỏi luôn. Khi mà đến tiêm ngừa đó thì mình sẽ gọi lên, mình đăng ký thì sẽ nhanh hơn. Còn nếu không thì mình tự đi vào cũng được, nhưng mà nó hơi lâu hơn. Thì hồi lúc trưa con lại có đăng ký rồi. You can hurt pain. Oh my god, first time. Oh, I'm scared. Nope. All done? All done? All done? Oh my god, that's quick. Okay. Thank you so much. You're welcome. Bye-bye. Quang Lê chích rồi nha. Biết thôi mà chích đây. Giấy chỉ dẫn cho mình khi mình về. Ok, tiêm ngừa có được gì không? Được giảm 10 đô la khi mà mua bất cứ gì trong chợ này. Đây là tờ giấy mà sẽ hẹn lại 3 tuần nữa là chích nha. Đấy. Xin chào mọi người. Bây giờ hôm nay con lên về nhà rồi nha. Hello, ai đấy, ai đấy? Hold on. Hello. Hello, here your order, sir. Ok, thank you. Có răng đây mọi người ơi, yeah. Ban đêm tự ship đồ ăn luôn. Nguyên cả ngày không ăn gì nha mọi người. Đây là món pizza, Little Caesar, chicken wings, cánh gà. Bánh mì tỏi mọi người ơi, ngon lắm luôn. Và đây là cái bánh pizza nè. Cái con Lê mặc cái này vào ăn cho nó khỏi da thơ. Giống như là một đầu bếp vậy đó. Chef cook. Bánh mì cay nha. Sauce. So ngon. Ngon quá mọi người. Ngon quá. Đây là cái nước sốt. Ngon thấy không? Siêu lại nè. Đang mùa Covid cho nên người ta làm rất là cẩn thận. Người ta siêu lại hết. Nghĩa là bảo đảm là...
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Cái này là dứa. Miền Nam gọi là khóm. Còn người miền Trung gọi là thơm. Ngọt lắm quý vị ơi. Quang Lê cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh Quang Lê Lifestyle, đời sống hàng ngày của Quang Lê, cũng như là travel, du lịch. Trong mấy tháng qua, Quang Lê đã up 45 cái video trên kênh Quang Lê Lifestyle mà được quý vị yêu thích rất nhiều. Có những cái video up lên mới thời gian ngắn thôi mà được hơn nửa triệu người xem. Đó là một khích lệ rất là đáng kể. Con này cảm ơn mọi người và ước mong rằng nếu quý vị thấy hay, xin hãy tiếp tục like, share và đăng ký kênh để con này có động lực làm nhiều video cho quý vị xem nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ Quang Lê đang có mặt ở công viên nhé, nhưng mà thấy cũng rất là nhiều. Nếu như mà những người nhiễm mà bị chủng Delta đó thì cũng rất là nguy hiểm khi mà đi chung đường quý vị nhé. Tại vì cái con virus Delta nó có thể sống 16 tiếng đồng hồ trong không khí. Oh my god. Cho nên bây giờ đi bộ nhưng mà cũng tránh xa xa mọi người, thấy đông người quá không biết có an toàn hay không nữa. Đấy, mình chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi. Mỗi buổi chiều thì Quang Lê đi bộ ở trên chỗ cái công viên này. Không nhất thiết mình phải ra công viên nữa. Ở trên đường đi bộ cũng rất là vắng người, không có ai hết. Đi ra công viên thì mình sẽ gặp rất là nhiều người, khiến mình vui hơn. Còn nếu mà Quang Lê không có thích gặp người khác thì mình có thể đi bộ trên cái lề đường không có ai hết. Ở trước nhà Quang Lê cũng có hai cây hoa này, nhưng mà không biết lý do nó vẫn chưa ra bông. Mà xóm người ta lên quá trời rồi. Ở công viên thì có một cái sân rất là lớn, người ta có thể chơi baseball nè, chơi đá banh nha. Công viên là mở 24 giờ luôn mọi người nhé. Đi giờ nào đi. Cái nhà bên Mỹ thì nó chỉ nhiêu đây thôi quý vị ơi. Đó, bề ngang thì nhiêu đó thôi nhưng mà rất là sâu về bên trong. Đấy, vừa đi bộ vừa ngắm cảnh rồi làm thơ. Còn mấy vòng nữa đi nốt cho xong luôn. Một vòng là hình như là 2 cây số nha quý vị. Con lại đi bộ mà tốc độ nhanh chứ không có đi bộ chậm chậm nha. Tốc độ nhanh thì tốt cho tim mạch, máu huyết điều hòa, tuần hoàn tốt, rồi giảm cân nữa. Khi nào mà đi bộ mà cảm thấy mà mệt lắm thì vô cái bàn nó ngồi nghỉ. Đây là 2 cái thùng rác. Cái thùng rác ở ngoài công viên rất là tiện lợi và rất là bự luôn. Đó, họ dùng cái thùng phi nữa quý vị. Còn đây là cái lò nướng. Ví dụ buổi cuối tuần hay là gia đình họ có vui chơi gì đó thì họ ra họ dành một chỗ rồi họ làm tiệc nướng đây nè.
cứ cách khoảng 5-7 mét là có một cái, bên kia có một cái nè. Bên đây có một cái nè. Bên góc kia có một cái nè. Ở bên đây có một cái nè. Hồi nãy giờ con Lê đi mấy vòng rồi, bây giờ đang nghỉ mệt chút xíu, nghỉ xong rồi đi nữa. Quý vị nhá, con Lê biết là bây giờ ở Việt Nam là giãn cách chỉ thị 16, mọi người ở nhà, rồi có thêm nữa là giờ giới nghiêm 18 giờ không được ra khỏi nhà, trừ những trường hợp cấp cứu hay là như thế nào đó Lê không có rõ. Nhưng mà trong lúc này thì Sài Gòn là sẽ vất vả nhất, và chúc mọi người ở nhà bình an và nguyện cầu bình an đến tất cả mọi người. Quang Lê mới về Mỹ có 7 hôm thôi, cho nên là Quang Lê đang tiêm ngừa và ở nhà. Quang Lê về từ Sài Gòn là vùng dịch, cho nên là mình cũng sẽ tế nhị, mình sẽ cách ly ở nhà 2 tuần, chỉ là ở trong nhà sau vườn rồi công viên thôi. Nhưng mà tới đây thì Quang Lê sẽ đi nhiều nơi và đưa cho quý vị khám phá nước Mỹ trọn vẹn nha. Quý vị ơi, quý vị hãy giúp cho Quang Lê nha. Xin đấy, một người, một đăng ký, một share, một like. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy ủng hộ cho Quang Lê để Quang Lê tiếp tục làm thêm nhiều cái đời thường lifestyle của Lê nhé. Xin cảm ơn mọi người. Ở công viên là điện lúc nào cũng sáng như thế này. Đi vòng này xong là nghỉ ngơi nhé. Beautiful, enjoy. Con người vừa đi bộ vừa cầm theo cục tạ nha, cho khỏe hơn. Và con Lê đã hoàn thành buổi đi bộ rồi, đi tập dục, bây giờ về nhà nha. High five. High five, yeah. Rồi đi về. Bye bye. Đi nha. Về đến nhà rồi, bây giờ ra ngoài vườn ngắm một chút xíu, rồi sẽ vô chit chat với bạn bè, sau đó đi ngủ. Các bạn ơi, thấy vườn nhà Quang Lê không? Hôm nay là mùa hoa sứ nhé, hoa sứ nhiều lắm. Ở trước nhà, ở sau nhà đều hoa sứ hết á. Vô Quang Lê thích hoa sứ, Lê thích hoa sứ hồng nha. Hồi đó Quang Lê đi Hawaii, Quang Lê thấy nguyên một thành phố hoa sứ đẹp lắm. Cho nên là từ đó Quang Lê đem một khúc hoa sứ nhỏ nhỏ vậy nè, về trồng lên, trồng khắp nhà luôn. Giờ nhà chỗ nào cũng có cây. Ban đêm ra đây là uống trà, ngắm trăng, làm thơ. Ăn hột vịt lộn là có thiệt nha. Đấy, cũng thơ mộng lắm nha quý vị. Đấy, hồi lúc mà mua cây sứ này là chỉ bằng khúc bơ lớn như thế này. Giờ lớn như vậy đó quý vị, cao lắm quý vị ơi. Đêm đêm ngủ mùi mùi hoa sứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi dở dang. Chết người nha mọi người. Tìm chỗ đầu xe này. Hôm nay là đúng là 3 tuần Quang Lê tiêm ngừa và bây giờ sẽ tiêm mũi thứ hai nhé. Đấy. Đẹp quá. Wow. Đứng đi xếp hàng nha quý vị. Bây giờ là ngồi chờ. Nãy giờ cũng nửa tiếng rồi mà chưa thấy gọi, cho nên cứ ngồi chờ thôi. Một lát mà chết thuốc xong mình lấy cái phiếu giảm giá đó, mình cái mình đi chợ xem mua được cái gì không. I hope I will be fine. Everybody will experience. Boom. Thank you so much. Đây, thùng nước quý vị thấy không, là một thùng như vậy là 70 ngàn. Là mắc hay rẻ Lê cũng không biết nữa, nhưng mà Lê nghĩ là rất là rẻ. Hello. Hello. Oh.
here. That's mine. Thank you. Please just have the drinks. You can try it. If you don't like it, we can help you change it. Oh, that's nice. You want to try it now? You want me to try now? Yeah. Oh my god. Okay, try. It's okay. We try later. Okay, we try later. It's thank good. You. Okay, thank you. If you don't like it, you just bring it back. We can change it for you. That's thank so special. You. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Cái thương hiệu này hay quá. Kêu là uống thử đi, không ngon đổi lại. Mà biểu thử tại chỗ mà nếu mà lỡ về nhà rồi vẫn đem lại nha. Uống hết một lon rồi cũng trả tiền luôn. Anh nói là có sự cạnh tranh rõ rệt. Mà người ta vui vẻ nghe, chứ không phải người ta bực bội mà khi mà trả lại đâu. Wow, dễ thương quá. Bây giờ mình đang trên đường về nhà nhưng mà mình sẽ uống boba nha. Đây là cái nước Taro. Taro. Cái gì mà cái tên sao giống tiếng Hàn vậy? Thả ru. Ngon, ngon. Nếu không ngon thì sao? Không ngon thì trả lại. Đúng rồi. Đẹp quá luôn á. Thích cái thành phố này, phái cái thành phố này ghê luôn á. Đây là khách sạn của nguyên tổng thống Trump quý vị nha. Đây, quá xuất sắc. Nhìn này rất giống bánh cam nhưng mà ăn không có giống bánh cam nha quý vị. Nó là bánh quýt nha quý vị. Trời ơi. Mày đừng lên xuống biển bây giờ. Thanh ơi, mận này quá trời ngon nè. Ngon hả? Thì bây giờ là anh em đang chạy cái xe xe Honda 4 bánh nha. Đẹp quá. Yeah. Cốc. Rồi. Quá trẻ luôn, U40, U50 nè, thấy không? Wow. Cái này nó chà bá lửa hơn cái mặt em luôn á.